Chào các bạn, trở lại với kênh Săn Bắt USA các bạn. Mình là Trân Nguyễn, chúc các bạn một ngày hạnh phúc và tốt lành nha các bạn. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn cái ống nhòm mà ống nhắm cho săn súng săn các bạn bằng điện tử nha các bạn. Mình đây có một cái ống nhắm, nó tên là Simark ha. Simark là Weight 80 các bạn. Nó, cái này nó thu được các bạn, vừa bắn vừa thu các bạn. Đặc biệt là nó nhắm bắn ở ban đêm được nha các bạn. Nó là 4-32-50 digital day and night rifle scope các bạn. Là ống nhòm, ống nhắm cho súng săn của mình, cái súng săn các bạn. Thì hôm nay mình làm review làm sao mà cho các bạn coi nó coi như thế nào. Lúc mà mình chỉnh cái này nó rất là dễ dàng với lại chính xác các bạn. Thì trong này nó có cái ống này với lại một cái này là cái đèn ban đêm nha các bạn. Như các bạn thấy đèn ở trong không? Thì buổi tối nó giống như là lumini, buổi tối nó phát ra cái dạ quang mình thấy được các bạn. Buổi tối thì mình săn giống như là hồng ngoại tuyến vậy các bạn. Thì đây là ống nhòm đó, đây. Ống nhòm nó bự luôn các bạn. Đây. Thì đây là nút power các bạn, đây là nút power ở đây. Mình bấm power lên. Nó sẽ cho mình thấy cái ống nhòm ở trong đó, rồi mình chỉnh gần chỉnh xa được các bạn. Bạn thấy ngoài đó nó có con cò nữa không? Đó, con cò nó đang đi á, chỉnh gần này các bạn, đấy rất là gần thôi. Đây là hình màu các bạn. Bạn thấy chim đó không? Mình đang thâu nha các bạn. Chỉnh gần lại nè. Bằng điện tử nha các bạn. Nó xảy ra. Thì là bắn chết rồi đó. Từ đây tới đó khoảng 100 thước nha các bạn. Từ đây tới chim nó 100 thước. Trắng đen à. Này ban đêm mới nhìn được nó màu. Ở đây thì nó có cái đồ chạc này các bạn, nó gắm trực tiếp vô cục pin á để mình xài lâu được. Ở đây nó có cái thẻ nhớ nè các bạn, đây nó có thẻ nhớ ở đây, mình gắn thẻ nhớ vô để mình vừa săn vừa thâu nha các bạn. Gắn bố cục pin ở đây. Đóng cục pin này. Thì một hồi mình ra cái chỗ tập bắn á, mình sẽ chỉnh cái súng này mình quay cho các bạn coi. Thì cái này mình gắn ở trên cái cây súng của Hunter Apex 110, model 110 Savage các bạn. Các bạn bây giờ mình đang ở ngoài bãi bắn các bạn, mình sẽ bắt hai cái target màu xanh này ở đằng kia, một cái khoảng 50 thước là 50 yard, một cái khoảng 75 thước là khoảng 75 yard các bạn. Thì mình sẽ bắn một hai viên đầu để coi nó nằm ở đâu, rồi mình sẽ chỉnh vô cái hồng tâm, rồi mình bắn tiếp 3-4 viên nữa các bạn. Thì bây giờ mình bắn cái 50 thước trước, cái 50 yard trước các bạn, thì coi nó như thế nào. Khi nó chính xác rồi mình sẽ bắn cái xa hơn là 75 thước các bạn. Đấy, là cái quá trình mình là như vậy. Để mình
Hồi nãy mình bắn viên đầu tiên nó vô đây. Thì giờ mình bắn một viên nó nằm ở dưới cái gốc đó các bạn. Bây giờ mình phải chỉnh cái này, mình bấm vô cái dấu đỏ này mà mình đi. Rồi mình bấm enter là được. Thì bây giờ mình muốn chỉnh cái này các bạn, thì mình đi mình bắn một viên. Mình bắn một viên đó, mình bắn một viên ngay cái gốc đó ha. Thì mình đi muốn chỉnh cái này thì mình đi vô cái power, mình bấm vô cái power, mình tìm cái rectangle zero các bạn. Rectangle zero thì mình vô cái đó mình bấm một cái thì nó sẽ có một cái chữ thập và một cái chữ X các bạn. Thì cái chữ thập mình nhắm ngay chính giữa, nhưng mà mình chỉnh cái chữ X về bên tay trái và đi xuống ngay cái dấu bắn hồi nãy các bạn. Đó, các bạn thấy cái dấu bắn hồi nãy mình chỉnh xuống không? Đó, chỉnh cái chữ X đi qua bên tay trái rồi đi chỉnh xuống cái đi xuống dưới cái chỗ cái dấu mình bắn. Thì khi mình chỉnh xuống tới đó thì mình sẽ bấm vô cái nút power một cái, thì nó sẽ tự động nó chỉnh cái digital, nó tự động nó chỉnh vô cái center, vô cái trung tâm các bạn. Thì khi mình làm như mình chỉnh như vậy thì mình bắn thêm một cái thứ hai nữa thì nó sẽ vô ngay cái trung tâm các bạn. Thì bây giờ mình bắn thêm một phát thứ hai nữa, ngay thì coi nó như thế nào các bạn. Đó các bạn thấy, mình bắn một phát thứ hai nữa là ngay cái trung tâm này. Thì cái điện tử này chỉnh một lần một là ngay chốc rồi các bạn, nó rất là tiện lợi các bạn. Còn cái ống nhắm thường á, mình chỉnh tới chỉnh lui chỉnh hoài cũng vậy, khó chỉnh lắm các bạn. Còn cái digital này rất là good các bạn. À, chỉnh này mình bắn thử viên nha. Ngay chốc luôn. Bây giờ ngay chốc các bạn. Đây, ra ngoài coi. Giờ mình chỉnh cái điện tử cái dấu thập đen này ngay đây, nhưng mà mình chỉnh cái dấu đỏ vô tới đây, mình bấm một cái thì nó mình bắn nha, viên thứ hai nó vô ngay hồng tâm các bạn. Nha. Cái chỉnh điện tử này hay lắm. Cái digital size mark này hết sảy. Bạn ha. Bây giờ mình bắn cái xa đó thử coi như thế nào. Nhìn bắn ngay chỗ đó mà. Khoảng 75 thước. Đây khoảng 50 thước. Đây thì nó chạch lên trên chút xíu. Số 7, số 8. Dạ số 8. Cái bên này, cái đây. Giờ mình chỉnh vô ánh giữa các bạn.
một viên. Cho mình chỉnh cái lớn, cái là cái size bạn bắn một viên rồi. Giờ mình bắn 3 viên rồi mình lại coi. Cái này là mình quay từ ống nhắm nha các bạn. Thì các bạn thấy cái target có cái dòng số 8 nó có 2 viên đạn hồi nãy mình đã bắn rồi đó. Thì giờ mình bắn thêm 1-2 viên nữa mình coi như thế nào á. Đó. Mình mới bắn một viên ngay cái chữ S màu trắng đó các bạn. Ngay cái trung tâm luôn, trên cái đầu chữ S chút xíu. Mình bắn thêm 1-2 viên nữa các bạn. Đợi hồi lại mình coi coi. Oh my god. Perfect. Nè các bạn. Hồi nãy mình bắn 2 viên này ha. Bây giờ cái mình chỉnh xuống. Mình bấm vô, mình bắn thêm 3 viên. Là cho 3 viên ngay đây các bạn. Nó chính xác luôn. Nhắm mình làm, đây là cái review của ống nhắm mình làm các bạn. Thì vừa bắn vừa thâu được các bạn. Các bạn thích nhớ cho cái subscribe, like các bạn để theo dõi phim tiếp các bạn. Cảm ơn các bạn nha. Chào.